Đây là cái tờ cẩm nang diện chẩn này các bạn này. Tờ cẩm nang này nó bằng cái tờ A6. Đấy, tờ A6. Kích cỡ của nó như vậy, nó rất là mỏng và nhỏ gọn. Đấy. Cái hình đầu tiên của tờ cẩm nang là cái hình hào quang của Thầy Châu đang cười. Đó. Sau đó mình sẽ mở tờ cẩm nang ra. Đây là mặt dưới cùng. Thì chỗ này có định nghĩa diện chẩn là gì, giới thiệu và song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Đó. Đấy. Sau đó mình mở vào mặt trong. Thì ở ngay trong mặt trong này có cái sơ đồ huyệt mặt chính diện và mặt ngang. Đó, để cho mình có thể là mình xem được vị trí các huyệt và mở sang một mặt bên này là có cái bảng tọa độ để mình tra huyệt. Ví dụ vị trí của các huyệt, ví dụ mình tra huyệt số 1 là tọa là hàng 0 và ngang là số 7. Đây huyệt số 1 là 0 này, kéo lên và số 7 sang thì đây là huyệt số 1, mình tìm ra ngay. Rất dễ, ở đây tập hợp là tất cả là 255 huyệt ở đây, mình tra nhìn vào đây mình tra rồi mình nhìn sang đây mình sẽ biết được vị trí của nó ở những đâu. Rồi ở dưới này là tập hợp 52 phác đồ thường dùng. 52 phác đồ này là 52 phác đồ chuẩn hay dùng bậc nhất trong diện chẩn. Thì mình nhìn vào đây, mình biết ngay những cái bộ huyệt nó có những huyệt nào là mình soi ra đây mình bấm. Tức là nó rất là thuận tiện khi mà mình bỏ túi mình đi xa. Mình chỉ cần một cái tờ này thôi là mình đã có thể là làm được mọi thứ cho bệnh nhân rồi. Rồi tiếp xuống dưới phần này là có phần chống chỉ định. Đấy, các huyệt nào chỉ định cho bệnh nào. Dưới này là lại tiếp tục bổ sung cho 52 phác đồ này là 54 phác đồ gợi ý. Ví dụ như cận thị này, chảy nước mắt sống này, đáy dầm, đáy đường vân vân là 54 phác đồ ở đây. Đó, mình hay dùng nhất ở đây. Sau đó mình gập lại và mình nhìn vào mặt sau này. Mặt sau này là tập hợp các cái đồ hình phản chiếu rất là hay dùng. Tập hợp ở đây khoảng 9 cái đồ hình phản chiếu, đồ hình ngoại vi này, đồ hình nội tạng này. Đấy, đồ hình bộ phận sinh dục này. Đấy, đồ hình ở trên mặt trán, đồ hình phản chiếu trên lưng bụng. Đấy. Rồi sang bên này là các đồ hình đồng ứng ở trên tay và trên tai, trên thân người, rất là hay dùng của diện chẩn. Xuống dưới này là các dụng cụ căn bản, tên gọi và hình ảnh của các dụng cụ đó, rồi giới thiệu các dụng cụ của thầy. Đó. Dưới này là các cái địa chỉ diện chẩn, các bạn nhìn vào cái địa chỉ diện chẩn này thì sẽ thấy được cái địa chỉ gần nhất nơi mình có thể đến để mình xin học hoặc là bị mình đến để mình xin chữa. Đó, đây là cái sản phẩm là rất là ngắn gọn và gọi là cẩm nang, rất dễ để chúng ta tra cứu và mang theo bên mình khi đi xa. Mỗi người thì nên có một cái tờ này.